kinh văn. Cho nên phổ quảng khinh chê sự cúng dường của người khác mà còn mắc phải tội báo như thế, huống là tự sanh ác kiến hủy diệt. Lược giảng, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói tiếp, cho nên phổ quảng khinh chê sự cúng dường của người khác mà còn mắc phải tội báo như thế, khinh chê và hủy báng những người cúng dường Địa Tạng Vương Bồ Tát thì phải nhận lãnh những ác báo nào? Đó là quả báo phải trải qua 1.000 kiếp đày đọa ở chốn địa ngục, 1.000 kiếp trôi nổi trong đường ngạ quỷ, 1.000 kiếp luẩn quẩn trong chốn súc sanh, rồi sau đó mới được đầu thai làm người mà lại là người bần cùng hạ tiện và các căn không toàn vẹn. Có người thắc mắc, có nhất định là phải trải qua đủ số mấy ngàn kiếp như thế rồi mới được làm người không? Chính thế, nhất định là như thế. Đây là luật pháp của địa ngục do chính Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tuyên nói. Tuy nhiên trong đó vẫn có sự ngoại lệ đối với những nhân duyên đặc biệt, cho nên có khi lại không nhất định là phải như thế. Nhân duyên đặc biệt như thế nào? Ví dụ có kẻ đáng lẽ phải làm ngạ quỷ suốt 1.000 kiếp, xong trong lúc đang mang thân ngạ quỷ, thì kẻ ấy phát tâm từ bi, tự nguyện trợ giúp những người đang tu đạo, hoặc thấy người khác lạy Phật, lạy Bồ Tát, thì kẻ ấy cũng tùy hỷ phát tâm lễ bái theo và hoan hỷ bảo vệ người tu đạo. Như vậy là trong thời gian thọ tội, kẻ ấy đã lập được công đức thiện lành. Nhờ đó kẻ ấy có thể không cần phải đợi hết 1.000 kiếp mới được đi đầu thai làm súc sanh hoặc làm người, hoặc là có người trong lúc đang mang thân súc sanh thì được may mắn sống gần gũi với những người tin Phật, như được nuôi trong chùa hoặc trong nhà của các cư sĩ Phật tử, ngày ngày được huân tập huân tu, cho nên vô hình chung cũng dành tín tâm đối với Phật Pháp. Tin Phật rồi thì tội chướng cũng giảm dần, cho nên người ấy không nhất thiết phải mang thân súc sanh đủ 1.000 kiếp như đã định nữa, mà có thể được thác sanh làm người sớm hơn. Lúc Hư Vân Lão Hòa Thượng ở Vân Nam, Trung Hoa, có một con gà được mang đến thả nuôi trong chùa, và hàng ngày nó thường léo đẽo đi theo những người tu hành ở đó. Khi chư tăng lên chánh điện niệm Phật thì nó cũng đi theo và cùng mọi người nhiễu Phật, niệm Phật. Như thế được 3 năm, thì có một hôm con gà đó đến đứng trước tượng Phật mà vãng sanh. Đây là một trong những trường hợp nhân duyên đặc biệt vậy. Như vậy, nếu có nhân duyên đặc biệt, thì kẻ đang mang thân súc sanh nói trên không cần phải trải qua 1.000 kiếp nữa mới được làm người. Lại nữa, nếu trong lúc thọ thân làm người bần cùng hạ tiện, kẻ ấy biết được rằng sở dĩ đời này mình phải chịu quả báo nghèo hèn thấp kém, các căn không đầy đủ như thế là do vô lượng kiếp về trước mình đã từng hủy báng tam bảo, không nghe Phật Pháp, không cung kính Địa Tạng Vương Bồ Tát, nên bèn dũng mãnh tinh tấn, tu tâm dưỡng tánh, ăn chay niệm Phật, hoặc chăm chỉ tu đạo, thậm chí xuất gia làm tỳ kheo, thì kẻ ấy sẽ không phải đọa vào ác đạo lại nữa. Nói tóm lại, tất cả đều tùy thuộc vào nhân duyên cá biệt của từng chúng sanh. Nếu gặp trường hợp có nhân duyên đặc biệt, thì thời gian thọ báo không nhất thiết là phải lâu dài như đã định. Cho nên Phật Pháp rất linh động, uyển chuyển và rất hữu lý. Không phải là đã biết sám hối và sửa đổi rồi mà sau đó vẫn phải chịu khổ báo lâu dài như thế. Không phải như vậy. Trong phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện Kinh Hoa Nghiêm có nói rằng tội lỗi nghiệp chướng của chúng sanh thì không có hình tướng, chứ nếu có hình tướng cụ thể thì nghiệp tội của mỗi một kẻ trong chúng ta đã choán đầy hết cõi hư không từ lâu rồi. May mà nghiệp chướng không có hình tướng, không nhìn thấy được, không cần chuẩn bị nơi để chứa nó. Do đó có nhiều đến bao nhiêu đi nữa thì cũng chẳng hề gì. Nếu quý vị biết ăn năn hối cải thì bao nhiêu tội chướng cũng đều có thể tiêu diệt. Vì vậy mới có câu trước Phật lễ bái tội diệt vô số, Phật tiền đảnh lễ tội diệt hà sa. Quý vị đối trước Phật mà lễ bái chân thành sám hối thì bao nhiêu tội chướng dù nhiều như các sông Hằng cũng đều được tiêu tan không còn nữa. Có câu buông xả một đồng phước tăng vô lượng, xả tiền nhất văn tăng phúc vô lượng. Trước tam bảo xả bỏ tiền của dốc lòng bố thí có bao nhiêu thì hoan hỷ bố thí bấy nhiêu, thì có phước báo của quý vị sẽ vô lượng vô biên. Xong cần phải dốc lòng chân tâm, dốc hết chân tâm đem lòng trí thành mà cúng dường mới được. Mọi việc đều không có gì là nhất định cả, bởi pháp không nhất định nên nghiệp chướng của con người cũng không nhất định. Huống là tự sanh ác kiến hủy diệt, khinh chê người khác cúng dường mà còn phải bị đọa, bị quả báo đọa lạc trong ba đường ác suốt mấy ngàn kiếp,
Thế thì nếu chính mình nảy sinh ác kiến hủy diệt tam bảo, phá hoại tam bảo, tội ấy hẳn càng lớn càng nặng biết bao nhiêu. Kinh văn: Lại nữa, này Phổ Quảng, nếu trong đời sau có người nam hay người nữ nào nằm liệt mãi trên giường gối, cầu sống hay cầu chết đều không được, hoặc đêm mộng thấy ác quỷ, cho đến kẻ thân thích trong nhà, hoặc đi trên đường hiểm, hoặc nhiều lần bị bóng đè, hoặc cùng quỷ thần dạo chơi, được giảng. Lại nữa, này Phổ Quảng, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lại gọi Bồ Tát Phổ Quảng mà bảo rằng: Bồ Tát Phổ Quảng ơi, bây giờ ta sẽ nói cặn kẽ hơn nữa cho ông rõ. Nếu trong đời sau có người nam hay người nữ nào nằm liệt mãi trên giường gối, giả sử trong đời vị lai có thiện nam tín nữ nào đó đã thọ ngũ giới và biết hành thập thiện mà cứ phải nằm một chỗ suốt một thời gian dài, tại sao người ấy cứ nằm mãi trên giường? Điều này không cần nói thì quý vị cũng biết được ngay rằng đó là vì người ấy bị bệnh, chính vì ốm đau lâu ngày không ngồi dậy được nên bị chứng tê bại. Vì sao người ta bị bệnh tê liệt? Nguyên do của căn bệnh này là bởi lòng dâm dục quá nặng nề. Triệu chứng của bệnh liệt là không đi đứng được, bởi chân thuộc về thận. Nếu dâm dục quá nhiều thì chân bị yếu, đi đứng khó khăn. Cũng như quý vị thường thấy ở ngoài đường phố, có rất nhiều người chân bị sưng phù lên, bước đi không được vững vàng, cần phải chống gậy rồi lê từng bước. Tất nhiên ở đây không phải nói tới những người không đi đứng được bởi chân bị thương tích hoặc què quặt do tai nạn hoặc bom đạn chiến tranh. Những người được đề cập đến trong phần kinh văn này là những kẻ bẩm sinh lành lặn, không hề bị thương tật, cũng không bị tai nạn xe cộ, song không thể đi đứng được. Đây là hạng người có lòng dâm dục quá nặng nề, dâm dục quá nhiều. Quý vị cũng thấy đó, ở nước Mỹ có rất nhiều người mắc phải bệnh liệt. Vì sao ư? Vì họ không biết gì về những tác hại của vấn đề sắc dục. Cho nên nay họ phải chịu khổ sở bởi chứng bệnh này. E rằng cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay, họ cũng chẳng biết do đâu mà chân của họ lại bị như thế. Cầu sống hay cầu chết đều không được. Giả sử có người ốm đau phải nằm một chỗ đếm liệt giường liệt chiếu, không nhúc nhích được, muốn sống nhưng chẳng được sống yên vui, mà muốn chết thì lại không được chết liền ngay. Quý vị thấy như thế có đau khổ không chứ? Bệnh nhân đớn đau khổ sở, sống không ra sống, chết không ra chết, thật là giờ sống giờ chết. Hoặc đêm mộng thấy ác quỷ, bệnh nhân đêm ngủ thường chiêm bao thấy ác quỷ và thấy mình đi theo các ác quỷ đó làm những việc không tốt, và làm càng nhiều thì bệnh càng nặng. Người bệnh ấy nằm mộng thấy ác quỷ và biết rõ ràng đó là ác quỷ, song vẫn cứ đi theo chúng mà ăn những đồ bất tịnh và làm những việc xấu xa, thậm chí hành dâm cả trong mộng nữa. Cho đến kẻ thân thích trong nhà hoặc là bệnh nhân chiêm bao thấy những người thân đã quá vãng, chẳng hạn như nếu cha đã qua đời thì mộng thấy cha, hoặc mẹ đã qua đời thì mộng thấy mẹ, nói chung là thường nằm mộng thấy những bà con thân thuộc đã chết, và đó là hiện tượng không tốt. Bởi vì người bà con đã chết này có quen biết người bệnh nên có thể dẫn dắt loại quỷ ở ngoài vào nhà của người ấy, rồi kẻ đã chết đó lại bỏ đi. Bây giờ loại quỷ được dẫn vào nhà rồi, bèn dùng các phép thuật độc hại để làm cho bệnh tình của bệnh nhân càng ngày càng trầm trọng hơn, hoặc đi trên đường hiểm, hoặc là bệnh nhân nằm mơ thấy mình đi lạc vào con đường hiểm trở như chạy lên đỉnh núi treo leo, hễ sẩy chân té xuống là tan xương nát thịt, khiến trong lòng sanh ra hoảng sợ. Trong giấc mơ, người bệnh thường thấy nhiều sự việc không tốt lành, khiến cho mình luôn có cảm giác phập phồng lo sợ. Hễ nhớ tới tình cảnh đó là trong lòng vô cùng hoảng hốt sợ hãi. Cũng có khi người bệnh nằm mơ thấy mình đang đi thì gặp phải hổ sói hay yêu quái hiện ra chặn đường. Nói tóm lại là người bệnh cứ chiêm bao thấy xảy ra những việc rất đáng sợ, hoặc nhiều lần bị bóng đè, hoặc trong giấc mơ bệnh nhân thấy loài yểm mị quỷ kêu bàn trà thường xuyên lui tới, một đêm có khi đến 3 lần hoặc 5 lần không nhất định. Nếu đến một lần rồi xong cảm thấy nhân duyên của chúng với người bệnh chưa hết thì chúng lại đến lần nữa rồi lại thêm lần nữa, và đè người ấy đến nỗi thốt không ra tiếng và cũng không thở không động đậy gì được cả. Người bệnh bấy giờ hai mắt trợn trừng như nhập ma định vậy. Đó là thứ tà định chứ không phải là chánh định. Định cũng có chánh có tà, chúng ta không nên nhập loại tà định này. Hoặc cùng quỷ thần dạo chơi, hoặc là người bệnh chiêm bao thấy mình kết bạn với quỷ thần, mặc dù biết rõ ràng đó là quỷ nhưng vẫn cứ đi theo chúng du ngoạn,
Trong giấc mơ thì không thấy hít sợ quỷ, thức dậy rồi mới cảm thấy hít sợ hãi. Kinh văn. Trải qua nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm, trở nên gầy mòn lao xái. Trong giấc ngủ kêu gào khổ sở, thảm thiết không vui, đây đều là do nơi nghiệp đạo còn đang luận đối, chưa quyết định là nhẹ hay nặng, nên hoặc là khó chết, hoặc là khó lành. Mắt phàm tục của kẻ nam người nữ không thể biện rõ việc đó, chỉ nên đối trước tượng của chư Phật, chư Bồ Tát, lớn tiếng đọc tụng kinh này một biến, hoặc lấy những vật ưa thích của người bệnh như y phục, đồ quý báu, nhà cửa, ruộng vườn, đối trước người bệnh mà lớn tiếng xướng rằng: chúng con tên đó họ đó, xin vì người bệnh này mà đối trước kinh tượng, thí xả những vật này để hoặc cúng dường kinh tượng, hoặc tạo hình tượng của Phật, Bồ Tát, hoặc xây dựng chùa tháp, hoặc sắm đèn dầu thắp cúng, hoặc cúng vào thường trụ. Sướng lên như vậy 3 lần để cho người bệnh được nghe biết. Giả sử các thức của người bệnh đã phân tán, đến hơi thở đã dứt, thì hoặc 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày cho đến 7 ngày, cứ lớn tiếng sướng bạch như trên và lớn